xin chào mừng tất cả quý vị đã đến với kênh youtube của trần michael à, và đây là chương trình breaking news nơi chia sẻ cho quý vị những tin tức uh, nóng hổi nhất cập nhật nhất về những vấn đề những sự kiện mà chúng ta dành sự quan tâm à, bây giờ mời quý vị tới với lại cái breaking news của chúng ta liên quan tới uh, truyền thông thưa quý vị đó chính là có thể xem là một trong những tin tức uh, gọi là chấn động nhất về uh, truyền thông trong ngày hôm nay. Quý vị biết cái đài Fox News đó, họ có cái ông sướng ngôn viên Tucker Carlson. Ông nó được xem là một trong những người gọi là make sense nhất ở trong cái đài Fox News. Và nhiều một những người Maga họ vẫn còn nghe đài Fox News là vì những chương trình như là của ông Tucker Carlson, rồi của bà Maria Bartiromo và một số những nhân vật khác nhưng mà cái người nổi nhất là uh, Levin này kia mà cái người nổi nhất là ông Tucker Carlson thì tin tức vừa mới được đưa ra thưa quý vị đó chính là thông báo của Fox News là họ cùng với lại ông Tucker Carlson đã đồng ý chấm dứt mối quan hệ Nghe thông báo mới ra ở được đưa tại, tại tại văn phòng của Fox News ở New York là Fox News Media và Tucker Carlson đã đồng ý là chấm dứt sự hợp tác. Chúng tôi cảm ơn ông vì cái sự phục vụ của ông cho hệ thống tin tức trong vai trò là một sứ ngôn viên và trước đó là một người có những cái giống như là một người bình luận, một cái người có đóng góp tin tức hay là những cái bình luận đó. Ông và cái chương trình cuối cùng của ông Tucker Carlson là ngày thứ 6, 21 tháng 4 vừa rồi. Và cái chương trình Fox News Tonight sẽ phát sóng vào lúc 8 giờ tối ở giờ miền Đông Hoa Kỳ. Và uh, uh, bắt đầu từ tối hôm nay như là một chương trình tạm thời. Uh, rồi uh, sau đó là họ sẽ uh, được uh, được uh, làm bởi một cái uh, các nhân viên được uh, xoay tua của Fox News cho tới khi có một cái người sướng ngôn viên mới. Fox News Media là uh, là cái uh, công ty mà có vận hành các chương trình như là của Fox News Channel, Fox Business Network, Fox News Digital, Fox News Audio, Fox News Book uh, và uh, cái chương trình uh, Fox Nation và Fox News International uh, cũng như là chương trình Fox Weather hiện tại thì uh, cái con số uh, hiện tại là có uh, ở cái uh, gọi là cái, cái 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 mạng tin tức là đứng số 1 trong tất cả uh, Fox News Channel cũng uh, là cái uh, kênh tin tức được, trên TV được coi nhiều nhất uh, trong uh, cho suốt hơn 21 năm liên tục trong khi uh, Fox News Business đó là nằm trong số những cái kênh về À, kinh doanh hàng đầu của hệ thống TV được à, sở hữu bởi Fox Corporation, Fox News Media đã vươn tới được hơn 200.000 người mỗi một tháng. À, là đảm nhận đạt con số cho coi đó, người coi 200 200 triệu xin lỗi trăm triệu một tháng. Rồi bây giờ như vậy thì là ông Tucker Carlson ông ta đã coi như nghỉ ngay lập tức luôn đó quý vị, ngay ngày hôm nay luôn đó nha. Là là, là hôm thứ sáu vừa rồi là là đùng cái là 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 ngày hôm nay là thứ hai là ông 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 thôi xin cao nghĩ luôn và cái chương trình cuối cùng của ông là chương trình tối tức là không có một cái chương trình nào là để cho ông làm nữa hết trơn á nghĩ liền ngay lập tức luôn thì mình chưa biết chuyện gì đang xảy ra à, đã xảy ra tại vì cái này là cái breaking news thì uh, uh, thị trường đã phản ứng ngay lập tức với lại cái tin tức này khi mà quý vị thấy cái uh, stock của fox news nè rất ngay lập tức luôn đó, à, cái, 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 lúc mà có tin tức này là khoảng độ uh, 11 giờ mấy gần 11 giờ rưỡi là nó rất ngay lập tức luôn thưa quý vị à, rất là nhanh vậy tại vì ông ông Tucker Carlson thì quý vị có thể thấy trên đây là một trong những nhân vật gọi là quan trọng nhất của đài Fox News chúng ta có những người khác ví dụ như là bà thẩm phán Ginny Piro rồi ông uh, Uh, Mark Levine rồi cô Maria Bartiromo, ông Jesse Waters rồi. Uh, ông um, Rồi rồi uh, ai nữa? Ông Sean Hannity này kia. Nhưng mà cái người mà được đặc biệt là cộng đồng MAGA theo dõi nhiều nhất đó chính là ông Tucker Carlson. Mặc dù có những điều ông Tucker Carlson chưa thể hiện một cách 100% cái sự ủng hộ dành cho tổng thống trump vào những lúc nguyên nan nhất và chúng ta hiểu được là ổng làm ổng ổng có lúc những lúc như vậy là bởi vì ổng bị khống chế bởi công ty fox news thì bây giờ cái việc ổng nghĩ fox news nó có thể liên quan tới việc là cái tư tưởng của hai bên đã bất đồng ông ta muốn làm những cái gì đó hơn nhưng mà fox news không đồng ý cũng giống như trường hợp đã xảy ra với ông ludau Ông Ludovs là một trong những người cái tinh thần maga của ông còn lớn hơn cả Tucker Carlson và ngay lập tức ông Ludovs bị đuổi sau cuộc bầu cử 2020. Bây giờ ông Ludovs ổng có một cái chương trình riêng. Thì bây giờ cái chuyện xảy ra với ông Tucker Carlson này nó cũng có thể giống giống như là trường hợp của ông Ludovs. Đây, ông Ludovs biết ở dưới đây nó có không? À, không có tại vì cái này là người những những người còn làm việc nè ví dụ như là ông Mark Levin nè ha rồi à, à, ông à, Dennis Souza cũng cũng không phải là hợp tác với lại cái 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 đài đó đó ông Mark Levin này chương trình của ông cũng 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 nhiều khi cũng được không phải là tất cả đều hay nhưng mà cũng có coi được đó thì à, cái à, cái chuyện mà ông Tucker Carlson nghỉ việc ở đài Fox News ngày hôm nay là một tin tức lớn ông này từng làm cho là CNN từ 2000 tới 2005, PBS từ 2004 tới 2005, MSNBC từ 2005 tới 2008 và làm cho Fox News từ năm 2009 cho tới bây giờ. Và đặc biệt cái chương trình ăn khách nhất của ổng là chương trình Tucker Carlson này. Những cái mà liên quan tới uh, cái gì đó, uh, ví dụ như cái 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 phát hiện mới về chính quyền Biden rồi những cái bậy những cái sai trái này kia rồi cái những thước phim ngày 6 tháng giêng này nọ kia là ông Tucker Carlson ở, ông như ông độc quyền cái chương trình đó luôn và rất là nhiều người được rất là những cái cái chương trình này đi ăn ăn khách nhất của cả đài Fox News luôn đó quý vị chứ không phải của mỗi mình ông Tucker Carlson đâu à, thì uh, bây giờ ông nghĩ thì chưa biết ông sẽ đi về đâu chưa biết À, có thể ông cũng sẽ thành lập một cái kênh podcast riêng của ông, biết đâu nó lại thành công hơn nữa sao? giống như ông Joe Rogan vậy đó, ông làm riêng, ông, ông ăn tiền trực tiếp luôn, ông, ông khỏi có, có có qua công ty, khỏi có là nhân viên của ai cả, cái chuyện này thực sự là dư sức đó là ông Tucker Carlson, nhưng cũng có thể ông sẽ đầu quân cho một đài nào đó trong tương lai, ví dụ như là Trump TV chẳng hạn, à, TMDG News. đó cứ vị có nhớ đằng Michael cứ nói lại nó đi nó lại cái 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 mong ước đó không tại vì cái tmdg của tổng thống Trump là có ba mảng true social tmdg news và tmdg plus đầu tư ba đầu tư một lúc ba mảng đó thì hy vọng rằng nếu như mà tmdg news trong tương lai mà sớm xong đó thì Tổng ông Trump sẽ có sẽ mướn một cái lựa một cái dàn nhân viên rồi sướng ngôn viên này kia thật là xịn và cái cách tốt nhất đó chính là mướn những người mà bị Fox News đuổi tại vì sao Fox News là của đám Robert Murdoch là của đám globalist cái việc đuổi những người mà có cái tinh thần ủng hộ MAGA như thế này mà bị đuổi ví dụ như là ông Tucker Carlson hay đặc biệt là ông Lou uh, ông ông, ông nói lên điều gì Fox News đang thực sự là gọi là tech side đó đã chọn phe thực sự rồi đó cho nên những người đó mà trợ mà mà tới với lại TMDG News của tổng thống Trump nữa là bảo đảm luôn ăn khách vô cùng luôn quý vị thì đây chỉ là một cái bản tin breaking news thôi mình chúng ta chưa biết chuyện gì xảy ra cũng như những diễn biến sắp tới là sao khi có gì cập nhật trần Michael sẽ gửi tới cho quý vị và đó là những gì Trần Mai Cung muốn gửi tới cho quý vị trong chương trình Breaking News này. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt.